câu hỏi của Minh Nguyên. Là thầy cho con hỏi ý nghĩa của tam bộ nhất bái mà gần đây con thấy các thầy trẻ thường làm. Tam bộ nhất bái là đi ba bước lại một lại, là truyền thống tu tập thường thấy trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng và một số ít trong Phật giáo của Trung Hoa. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Phật giáo Trung Hoa. Mấy năm trở lại đây đó, thì một số tăng sĩ trẻ làm công việc đó được báo chí đưa tin rầm rộ. Dựa vào những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali, kinh điển Sanskrit của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không hề khích lệ nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái. Tại vì đó, cái việc lễ lại ở ngoài đường chỉ là cái sự tu về hình thức thôi, chứ chưa đi vào cái cốt lõi và trọng tâm tu tập hành trì ở trong đạo Phật. Cái thứ hai đó, người làm như thế thì mất quá nhiều thời gian và chỉ thiên nằm về tín ngưỡng. Đang khi cái cốt lõi của đạo Phật đó là tứ thánh đế, giá trị cốt lõi của đạo Phật đó thì gồm có trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và cái việc tu tín ngưỡng này đó, nó không đảm bảo được rằng là bằng cách tu đó sẽ đạt được ba nội dung như trên, ngoại trừ đạo đức thôi. Thứ ba đó là trên các ngã đường mà những người tu tam bộ nhất bái đi qua đó, nhất là trong mùa mưa, rất mất vệ sinh. Ở trên mặt đường đó có hàng triệu các côn trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn. Lại sát đất thì hít vào những thứ đó, đưa vào trong cơ thể rất nhiều các bệnh tật, nhất là bệnh phổi, bệnh gan về sau này. Trên đường thỉnh thoảng là có phân của các loài gia súc hay là động vật, mà mùa mưa đó thì nó làm cho cái sự truyền nhiễm bệnh tật đó sẽ gia tăng. Nên tôi thì không tán đồng việc tu tập theo tam bộ nhất bái. Nếu quý vị muốn lễ Phật như một phép tu thì ở chính điện của mỗi chùa đó rất thuận lợi cho chúng ta làm việc đó. Như chúng ta có nghi thức hồng danh sám pháp là 89 lại, hoặc là tam thiên Phật, nó là 3.000 danh hiệu Phật, hoặc là dạng Phật 10.000 danh hiệu Phật để lại. Ngoài ra còn có các cái sám pháp như là từ bi thị sám, lưu hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, vân vân. Như vậy khi mà mình tu bằng cách lễ bái tại chùa đó, nó vừa trang nghiêm, vừa sạch sẽ, vừa yên tĩnh. Và do đó tu như thế vừa có được sức khỏe tốt và đảm bảo được sự trang nghiêm và khỏe mạnh. Còn tam bộ nhất bái đó thì nó không thích hợp với tinh thần Phật dạy và có thể bị liệt vào cái nhóm đó là tu khổ hạnh, rất là đáng tiếc.